Vy ơi. Vy. Thằng đâu ta? Ủa? Sao ngồi đây đứng vậy? Sao tự nhiên người chui đó ngồi vậy? Ngồi xuống. Sao ngồi đó? Chỉ là tại vì con nhớ má thôi, con sẽ không khóc nữa đâu. Cậu đừng có mét bà ngoại nha. Ai mét làm gì đâu. Mốt có gì nói với chú. Khổ mấy đứa mày mới bị lớn hiểu chuyện. Bi. À, má con kìa. Bi. Trời má, Bi ơi, Bi, Bi, má kìa Bi. Nhanh lên lên Bi, 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 Bi. Bi. Ồ, mới nhớ mà. Rồi cái thằng kia nữa, khùng hả? Ma cỏ gì ở đây? Trời đất ơi, rồi ai ác ôn đi lập bàn thờ tao vậy? Ai biết bà là ma hay người? Thôi đất ơi, đi qua đây con. Nè, tao cho mày đụng tao nè, mày đụng thử coi người hay ma. Thôi đụng, đụng được hả? Thằng khùng đâu? Ngồi đi. Bi, má nhớ con trai con mong quá à. Bà có cái bóng không vậy? À, lao ở đâu? Chỗ này lớn quá trời luôn á. Trời đất ơi, cậu cháu nó đi đâu mà cái cổng mở to hoang vậy hả? Má ăn trứng mà. Bà kìa, cá bà thích bà ăn nhiều đi. Thích thì thích, mà ăn hoài thì cũng ngán. Trụ bên đó có này cho bà ăn luôn hả? Ờ không, ý tao không phải vậy. Ăn đồ ăn vô con, ngồi ăn cơm không vậy? Rồi về tính làm ăn sao đây? Đồ này con tính là về đưa thằng Bi qua bên đó. Con sắp xếp được công việc rồi. Không có đưa đi đâu hết á. Một mình mày đi là đủ rồi. Một thời gian mày biết đi đâu. Cả gia đình tưởng mày chết, lập bàn thờ. Thằng con mày á, khóc hết cả nước mắt. Tối ngày nó đem ba cái đồ cũ của mày ra nó chơi đó. Mày về chưa nóng chỗ, mày đã đòi đưa thằng bé đi. Nhà thì đang yên đang ổn, mày về mày khuấy động mày xáo trộn lên. Tao không hiểu sao có đứa con như mày á. Sao má cứ khó chịu với con vậy? Thằng Bi nó là con của con mà. Con phải có trách nhiệm con lo cho nó chứ. Thì con biết là nó nhớ thương con, nên bây giờ con mới đưa nó qua bên đó để con chăm lo cho nó, con bù đắp lại cho nó. Má có thằng Vinh rồi, con có thằng Bi, mà sao má cứ tranh giành vậy? Ích kỷ vừa thôi. À, tao ích kỷ đó. Tao ích kỷ mà tao nuôi cả cái nhà này. Tao ở vậy tao nuôi hai chị em mày, rồi nuôi thằng cháu nữa. Mày đi đâu tám đời tám kiếp giờ mày đòi mày rước nó? Mày thử đứng cái trước gương mày xem, có đứa nào mày có nhìn thấy tử tế không hả? Thôi trời ơi, đang ăn cơm tự nhiên cái hai người vậy à, chờ đánh tránh bữa ăn mà. Mày có thấy ai như má không? Má, má lúc nào má cũng cho là má đúng hết đó. Mày đúng, má đúng, còn tao là con sai nè. Mày thôi rồi giờ vậy chị? Đang ăn cơm. Bởi tao biết thế nào cũng vậy mà, ghét ghê luôn á. Ghét cái gì? Má cũng có cái lý của má chứ. Tự nhiên bà đi đâu mất tiêu, cái xong giờ cái bà quay lại bà nói là bà lo được cho thằng Bi, xong rồi bà đem nó đi, trong khi má nuôi nó biết bao lâu. Trời ơi, tôi nói bà nghe nè, má thương bà nên má mới lo cho nó chứ nè. Má mà không thương bà coi má bỏ nó luôn rồi bà làm được gì? Ủa, tao là má nó mà, thì tao phải lo được cho nó chứ. Con ai nấy lo đi, sao mắc kỳ vậy? Ủa, nói chuyện như bà ngộ quá vậy chứ, thời gian vừa rồi bà đi đâu rồi, ai lo cho nó? Má lo cho nó, nói như bà chắc công sức của má đổ xong hết rồi. Thì đợt này tao đem nó qua bên đó, tao chăm lo cho nó, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn. Tôi chấp nhận là cái lý bà đúng. Ok đó, bà đúng á. Bây giờ là bà đúng đó, là bà về bà lo cho nó. Nhưng mà bà phải chứng minh được cho má biết là bà lo được cho thằng Bi. Chứ giờ bà nói cái miệng không ai mà tin. Má chỉ cần bà chứng minh được thôi là má cho thằng Bi đi à. Có nhiều đừng làm ầm lên. Nghe điện thoại kìa. Cơm yên. Ăn xong rồi vô nằm với ngủ với ngoại coi ngoại sao. Ngoại đừng giận má con nha ngoại. Má con thương con nên má mới muốn con đi theo má thôi. Thì ngoại cũng rất là thương con, nhưng mà ngoại không yên tâm về má con.
Ngoại có cậu Vinh chăm lo, còn má thì không có ai. Chắc má buồn lắm. Ngoại biết rồi, nhưng con có muốn đi theo má con không? Con muốn đi theo má, nhưng mà không muốn xa ngoại, cũng không muốn xa má. Sợ lúc má con bị bệnh, không có ai chăm lo. Giá như á, má con mà biết suy nghĩ như con á, suy nghĩ như cái ông cụ non của ngoại này nè, thì tốt biết mấy. Mày cầm mấy tiền này đi, để lo thêm cho thằng Bi. Mà sang ngoài đấy á, nhớ điện về cho má. Rồi cố gắng Tết này về á, ăn Tết với má nghe không? Con cảm ơn má. Má đây, má nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chừng nào mà con có tiền nữa, con dắt thằng Bi về với má. Mày thì lúc nào cũng tiền tiền không à. Mà thôi, từ nay á, túng thiếu cái gì á, nhớ điện về cho má, má gửi qua cho. Chú có để cái điện thoại trong ba lô con, có gì liên lạc chú 24/24 nha. Dạ. Không có tiền sao về được má. Không lẽ xin tiền má hoài. Nó xin má cho rồi cái má lại kể. Ngoại ơi, ngoại đừng buồn. Nữa con sẽ về sớm với ngoại thôi. Thôi đi con, để má không trễ. Thôi má vô nghỉ đi, con ra ăn tiễn hai mẹ con bá cho. Trộm vía con bé kháu khỉnh, chắc giống bà nó, chứ không có giống mày. Im đi, ok không? Ok, dò giá sao đây? Đi quanh kia nói chuyện. Con ngồi đây con uống nước nha. Má với chú quanh kia nói chuyện giấy tờ của con xíu. Từ. Làm gì đây vậy? Làm gì? Sao bà không đi về tự nhiên cái bà thuê nhà trọ bà ở? Thằng Bi nói mày đúng không? Nó nói thì không cậy nó. Nít nó không biết nói dối như bà đâu. Rồi sao mắc gì không về? Mày thấy má vậy không? Rồi sao mà về? Về cho cam ram rồi làm sao mà đi? Mệt lắm. Ít nhất bà cũng phải về bà nói một tiếng chứ trời. Tự nhiên đi thuê nhà trọ cho tốn tiền. Tao ở đây tao chờ thủ tục vài ngày xong rồi tao đi. Trời ơi, bữa hổm mới nói thủ tục xong rồi giờ còn thủ tục nữa. Giấy tờ chụp chặt xíu. Chặt cái gì, bà cho nó ăn gì chưa? Nhìn bà là biết chưa cho nó ăn gì chứ gì. Tao có đặt rà ráng rồi, đang chờ người ta ship nè. Má ở đây mà biết bà cho nó ăn rà ráng nha, bà chiếc dép vô đầu bà. Mày sao mày giống má ghê luôn á, phải mày chỉ đi về mày ăn cơm với má giùm tao cái đi. Kể cha tên mẹ con tao. Ráng gõ đàng hoàng không mét má nữa. Đi đi. Má mới về. Vinh Vinh Vinh, mày gọi video á, xem hai mẹ con nó đi tới đâu rồi. Trời ơi, có gì thì chị hai mới gọi về đó gì đâu. Trời ơi, không được. Mày gọi anh Bi cho má. Trời ơi, hai ngày nay nó đi sao nó không điện về. Mày có gọi không? Cái thằng này vô trách nhiệm thật đấy chứ. Gọi thì gọi, con đi toilet rồi gan gọi cho. Lẹ lên, đi đi đi, lẹ lên. Quê. Alo Bi hả? Xíu con kêu con với má con kiếm cái góc nào nhà sang sáng nha. Video call với bà ngoại. Nhớ nha, nhớ nha. Ok ok. Đi, đi qua đây, đi qua. Leo lên con, leo lên. Lên 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 lên, để lên. Để lên, nó xách luôn, nó xách luôn. À, bà ngoại, con chào bà ngoại. Bà ngoại có khỏe không bà ngoại? À, ngoại khỏe. Con qua bên đó có hợp khí hậu không? Ăn được không? Đi học chưa? À, má, con đang làm thủ tục xin nhập học cho nó. Thôi, giờ khuya lắm rồi, con đi ngủ sớm nha. Mai con còn đi làm nữa, à, vậy nha má. Nè, nghe má dặn nha. Không có má ở nhà là không có được nghe điện thoại của bà ngoại nghe chưa? Sao mình không về nhà bà ngoại má? Chứ nói dối vậy không có tốt đâu. Mình đâu có nói dối bà ngoại đâu. Mình chỉ nói vậy cho bà ngoại yên tâm thôi. Ngày mai thủ tục xong là mình cũng đi rồi.
Mà sao tao cứ lo là bà ngoại biết cái gì đó. Đợi xíu. Ra đây tao nói chuyện. Đợi xíu. Mày tăng giá thêm xíu được không? Mày kỳ bo quá vậy. Mày điếm quá à. Rồi quyết định vậy nha. Sáng mai tao đưa nó tới. Đúng giờ nha bà. Xếp đồ đi con. Mai mình đi rồi đó. Má ơi, má có thương con không? Thương sống thương. Con là con của má mà sao má không thương được. Sao vậy? Má ơi, má có phải là má ruột của con không? Má đẻ ra con mà sao không phải là má ruột con được. Mà ai nói với con hả? Dạ không ai nói hết trơn á. Nếu thật sự má thương con á, thì má làm gì con cũng làm theo chứ. Lẹ đi, còn đi ngủ nữa. Mai mình đi sớm. Tiền nào mày, trừ 100 triệu mày mượn tao ra ấy nha. Biết rồi, bớt dậy đời đi. Tao có một bà má là đủ rồi. Mày nghĩ kỹ chưa? Là sao? Tao không có còn cách nào khác nữa hết á. Mày chăm sóc nó tốt là được rồi. Có khi còn tốt hơn mày. Bi, con lên xe với chú đi. Má đi vô má lấy đồ xong má ra liền. Má, má đừng bỏ con. Con nói linh tinh gì vậy? Má không có bao giờ bỏ con hết trơn hết á. Đi đi con. Đi ngoan, lên xe với chú đi. Lát nữa mày quay lại. Không, chú nói dối. Má bán con đúng không? Không có, con đừng có nói linh tinh. Con cứ lên xe với chú đi, lát má ra liền. Chị hai tôi là Hương. Mất tích một thời gian khiến gia đình tôi tưởng chị đã qua đời. Nhưng khi chị bất ngờ xuất hiện khiến mọi người rất ngạc nhiên. Cô Bi là người mừng nhất vì thằng bé nhớ má nó rất nhiều. Chỉ là tại vì con nhớ má thôi. Con sẽ không khóc nữa đâu. Cậu đừng có mít bà ngoại nha. Nhưng chưa về ấm chỗ, chị đã đòi đưa cô Bi đi nước ngoài sinh sống. Má tôi không đồng ý. Hai người đã gây lộn rất lớn. Tôi gắp mai chị thích ăn vì nghĩ chị ở nước ngoài lâu ngày không được ăn món này. Nhưng chị lại nói là ăn rất nhiều và ngán và có vẻ không mặn mà lắm. Bà gà ăn cá nhiều đi, bà thích lắm mà. Thích thì thích mà ăn hoài cũng ngán. Tụi bên đó có cá này cho bà ăn. Khi tôi và chị đang nói chuyện thì chị có điện thoại. Thái độ của chị có vẻ lạ. Tôi đã để ý chị. Tôi đi theo và phát hiện chị Thương bị giang hồ đòi nợ. Không biết chị nợ bao nhiêu tiền, nhưng chị có nhắc đến kế hoạch là đưa cô Bi đi. Nhưng tôi không vội nói liền vì tôi biết tính chị sẽ phủ nhận. Mày mà không thu xếp tiền trả cho bố mày, đừng hòng mà sống ở đất này. Rồi bà già với gia đình nhà mày sẽ biết sự thật nhà mày, hiểu chưa? Tao có kế hoạch hết rồi. Mày phải chờ đi. Bao lâu? Mày hẹn bố mày hơi nhiều rồi đấy. Cho tao một tuần đi. Tao đang thu xếp với bà già. Bà chưa có cho dắt nhỏ đi. Ok, bố mày cho một tuần. Nhớ đấy, một tuần nữa chưa? Nhà mày không nhà vệ sinh à? Má khắc khẩu với chị, nhưng thực tâm má vẫn luôn thương chị. Má để cô Bi đi vì nghĩ đến chị đơn độc ở xứ người. Tôi nghi ngờ hành vi của chị nên cứ đưa cho cô Bi điện thoại và dặn có gì phải gọi cho tôi liền. Sau khi chị đưa cô Bi đi, tôi đã báo công an về nghi ngờ của mình. Mục đích là bảo vệ má con chị có bọn đòi nợ và xem chị có mua gì với cô Bi. Ken thấy Bi dễ thương, thông minh nên đồng ý mua. Chị và Ken bàn giá nhưng tránh không cho Bi biết. Khi Bi hỏi là chị nói là lo giấy tờ cho thằng bé. Thằng bé đã nhắn tin báo cho tôi là còn ở đây chứ chưa đi nước ngoài. Tôi và công an đã mang phục ở gần đó.
Chị rất ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở phòng trọ của má con chị vì nghĩa bị báo cho chúng tôi. Nhưng thực tế tôi đã định vị và theo dõi chị rồi. Tôi muốn hỏi rõ chuyện với chị nhưng chị vẫn tiếp tục nói dối là không muốn về nhà vì không muốn má cầm ràm. Nói là lo giấy tờ chưa xong, khi nào xong sẽ đi liền. Chị còn nhanh chóng đuổi tôi về. Mày sao mày giống má ghê luôn á. Thôi mày chỉ đi về mày ăn cơm với má giùm tao cái đi. Gửi cha tên mẹ con tao. Ráng lo đàng hoàng không mét má. Đi đi. Mày kia bo quá vậy. Mày điếm quá à. Tăng thêm xíu đi mẹ. Tao quyết định vậy nha. Sáng mai tao đưa nó tới. Đúng giờ nha ba. Khi tôi về đến nhà, má tôi đã bắt tôi gọi điện video call cho chị để hỏi xem má con chị đã tới đây chưa. Tôi cố gắng né tránh nhưng không thoát được má. Tôi phải giả vờ là đi toilet để gọi cho Kobe để nói dối má tôi. Tôi và công an đã tìm gặp Ken, hỏi chuyện làm giấy tờ gì đó thì anh ta ngạc nhiên vì không làm giấy tờ gì cả, mà là chị đang nợ rất nhiều người do anh chơi và cờ bạc và có ý định bán Kobe để trả nợ. Ken thấy Kobe đáng yêu nên hơn bán thì anh ta sẽ mua Kobe và nuôi như con mình. Ông đừng có nói bừa ở đây, chị tôi không làm mấy cái chuyện đó đâu. Thế về nhà hỏi trực tiếp nó đi, nó chắc chắn nó không nhận rồi. Không mà mày là em nó thật hả? Yêu cầu anh hợp tác, buôn bán cho em là phạm pháp. Còn anh nữa, không được manh động, chúng tôi cần thêm chứng cứ. Tôi và công an đã mang phục thời địa điểm Ken báo trước thì bất ngờ má cũng tới nơi vì má biết tôi đang giấu chị gì đó liên quan đến chị và Kobe. Tôi và má tôi cùng công an đã mang phục theo địa điểm mà Ken đã báo trước. Thịt con, tại sao mày mang con mày đi mày bán để trả nợ hả? Mày có xứng đáng là mẹ đó không hả? Tao không hiểu là tại sao cuộc sống của mày ra thế này hả? Má, mình tới đi má. Má ơi, con gì túng quẫn quá nên con mới làm như vậy đó má ơi. Con xin lỗi má ơi. Chứ con mà không làm như vậy, chúng nợ nó giết con chết má ơi. Tao không hiểu sao tao đẻ ra được con ngỗ ngợp như mày. Đúng rồi, má đẻ ra con mà má không dạy con tử tế. Mày có thiếu cái gì thì mày nói với tao. Tại sao mày lại đối xử với con mày như vậy hả Thương ơi? Má bình tĩnh đi má. Ngoại ngoại, chú kia bị bắt rồi. Ngoại đừng kêu người ta bắt má con nha ngoại. Mày đã thấy chưa? Mày không bằng một đứa con nít. Nó là trẻ con mà nó có tấm lòng bao dung. Mày thì sao hả? Mày là mẹ của nó mà mày mới vậy ha? Mày ơi, má xin lỗi con. Ngàn lần má xin lỗi con Mày ơi. Con ở lại ngoan với bà ngoại nha. Má đi rồi má sẽ về nha Mày ơi. Hành vi phạm pháp của cô đã bị tôi phát hiện. Sau đây là một số khuyên cáo dành cho các bạn. Buôn bán trẻ em là tội ác và phạm pháp, cần được nghiêm trị. Hiện nay có rất nhiều người làm cha mẹ vô trách nhiệm với chính con của mình sinh ra. Đó cũng là tội ác, là phạm pháp nghiêm trọng. Phát hiện đối tượng là cha mẹ dùng con mình để phục vụ lợi ích cá nhân của cha mẹ như bán lấy tiền hoặc lạm dụng sức lao động phải báo ngay cho công an để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi xin các bạn tránh xa những nguy hiểm.